chuyển sang những thông tin giao thông đáng chú ý. Thưa quý vị, vào tối 27 tháng 10, tổ cảnh sát Y3141, Công an thành phố Hà Nội khi đang làm nhiệm vụ trên phố Xã Đàn, Đống Đa thành phố Hà Nội thì có một nam thanh niên lúc thấy lực lượng chức năng thì đã lập tức bỏ chạy nhưng bất thành. Cảnh sát đã tìm thấy nhiều túi cỏ Mỹ và túi nghi là ma túy tổng hợp. Theo đó đến khoảng 21 giờ 15 cùng ngày, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện khả nghi, nên ra tín hiệu dừng xe, người này điều khiển phương tiện tấp vào lề đường và bất ngờ vứt xe bỏ chạy. Sau thời gian truy đuổi, lực lượng chức năng khống chế được đối tượng đưa về chốt qua khám phương tiện, các vật dụng mà nam thanh niên mang theo, tổ công tác phát hiện ra hai túi chứa cỏ Mỹ, một loại chất ma túy và một túi chứa hai viên nghi ma túy tổng hợp. Cảnh sát xác định đối tượng sinh năm 1988, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội. Lực lượng 141 đã lập biên bản sự việc và bàn giao đối tượng cho công an phường Nam Đồng tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật. Cũng trong tối cùng ngày, Tổ Cảnh sát Y1-141 Hóa Trang làm nhiệm vụ tại quận Đống Đa phát hiện hai thanh niên phóng qua chốt Cảnh sát Y3-141 với tốc độ cao có biểu hiện thông chốt, trêu lực lượng đang làm nhiệm vụ nên đã đuổi theo. Đến khu vực nút giao Phạm Ngọc Thạch, xã Đàn thì Tổ công tác dừng được xe để kiểm tra đối tượng. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện hai người này tàng trữ một gói cỏ Mỹ. Đối tượng khai nhận cỏ Mỹ tàng trữ trong người là do bản thân đặt mua trên mạng với giá 300.000 đồng.